chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 8688 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ui giời ơi, đẹp trai quá đi thôi, idol của tôi. Giới thiệu với mọi người, thôi để em tự giới thiệu đi chứ anh giới thiệu thì nó lại đấy quá. Em tự giới thiệu với khán giả Tama TV đi. Mình tên là Vũ Quốc Hải. Thì mình cũng đang làm một kênh YouTube Vũ Quốc Hải. Thì mình hồi trước là mình cũng chuyên về đường phố. Mình hát ở Bùi Viện hay hát ở Nắp Phòng Thủ Thiêm. Nhưng mà gần đây thì mình cũng chuyển sang hướng là mình đang hát là tán gái cho thang máy. Đấy. Thì vô tình là hai anh em Mao Định và Mao Ca có xem được clip của mình. Đấy là anh em có tâm sự với nhau là hôm nay là rủ nhau ra ngoài đây, là mình bay từ trong Đắk Lắk đi ra ngoài đây thăm anh em luôn. Đấy. Anh em tình cảm, nhiệt tình quá mà. Thôi đi vào nhanh lên, đi vào cháy cháy. Đã làm được không? Cháy mất đi. Đây, đây là cô camera girl của mình. Đây, đây là chị này ở trong một team của mình. Hello, xin chào mọi người nha. Đã, đây là cái góc quay mà con châu huyền thoại đúng không anh? Đúng không? Đây là trong một con. Ngon thế. Cái tim đấy kìa. Đấy. Giới thiệu với bọn em đây là món vịt là gọi là cho nó đệ là tên hả? Vịt là vịt tình yêu. Tình tình tay 4. Đây nhá. Bắt tay giới thiệu luôn này. Đây nhá. Hai em này là đang theo hai em này nhưng mà thôi phải nói thế nào, bây giờ cho nó chín đã xong rồi đấy sao không à? Nó cháy mất. Con đầu tiên kiểu xong. Đi sống rồi. Hả? Con đầu tiên là sợ sống rồi. Con đầu tiên bên kia. Cẩn thận luôn. Rồi ok. Ấy, mọi người vào uống nước đi, vào uống nước chờ anh tí. Bây giờ anh em mình đã hoàn thành xong món vịt quay tình yêu của anh em mình rồi. Bây giờ sẽ cho các em thưởng thức món vịt của anh em mình như thế nào nhá. Đây cho mọi người xem lại một vòng cơ bản cái. Thấy chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Cực đỉnh luôn. Bây giờ là anh em mình sẽ đưa các em lên đỉnh, lên đỉnh lầu. Đưa hai em này lên đỉnh. Anh hốt lại em này. Em hốt được em luôn đi. Đi. Em đang ok. Sợ rồi. Đây là gọi là không, anh em mình không có gì trang trọng cả. Tiếp đãi anh em ở phương xa rất là bất ngờ nên là chỉ có mỗi món vịt. Giới thiệu sơ qua về cho Hải và mọi người, đây là món vịt tình yêu nhé. Đấy. Chứ không phải là tứ cái gì nhỉ? Cái gì lúc nãy mình bảo là tứ quái à? Không. Tứ tay. Không phải là cuộc tình tay bốn. Mà là đây là tình yêu, lúc nào cũng phải gọi là cái gì nhỉ? Hôm nay có khách phương xa mình không nói được cái gì. Ngồi cạnh hai em xinh. Thôi, bây giờ anh em mình sẽ triển khai luôn nhá. Thôi. Để nguyên con xẻo luôn anh. Để nguyên con xẻo luôn. Không cho, không cho mâm hả? Hả? Không cho mâm hả? Không, xẻo bé nó mình ngon này ạ. Ơi! Hả? Cho em lọc Coca. Quên. Bây giờ sẽ dành cho hai em gái. Đây, em lật cho anh cái phần ức nó lên để cho hai em phần ngon nhất của con vịt. Ui xà, trên được em cứ đầu cổ cánh đi nha. Ui, chín. Đấy nha. Quá. Ngon nha. Ngon luôn. Đây, ăn theo phong cách Tam Mao nha em nha. Đúng rồi. Quá là. Xin chào mọi người đến với Tam Mao. Rồi, em xin phép em thử luôn mình trước nha mọi người. Ok, bây giờ là chia rẽ các tình yêu. Rồi, tôi sẽ ngang cái cá bên kia. Rồi. Đỉnh luôn à? Đừng quay sang. Ăn vậy chảy hết cả nước miếng. Cảm thấy món vịt này ngon lắm, chưa gì ăn như này luôn á. Ok không? Ngon như chị vậy á. Ngon thở còn quay. Cho em miếng. Dẻo quá đi ơi, chị để ăn chắc chắc chắc. Mày ăn miếng gì? Em ăn đấy, chỗ này. Tao biết mày thích ăn chỗ này mà. Ngon dần. Thế là nghe lại không ngon. Lại bảo là ngon thì bây giờ phải phát biểu thật lòng. Chó khi mèo lắm lông thì chết rồi. Phát biểu thật lòng. Thì em nói là ngon quá. Thế là mọi người nha. Thế không biết nữa.
giới thiệu với mọi người à, đây. Giới thiệu mọi người là em Trang, em lúc này em vừa quay sang với bạn, em bảo là nhưng mà nói rất nhỏ kiểu như là kiểu như không, là không, thật anh ạ. À, đấy. Mọi người lại bảo là hình như những lần trước là anh em này nấu không ngon rồi này. Mọi người cứ khen ngon. Cái da này giòn thật anh. Hả? Hả? Trời ơi, có mấy nó người béo mà ngọc miệng rồi. Anh làm sao thế? Mời tất cả mọi người nhá. Nó ăn nó cứ thẳng đi. Ngon thật, ngon thật. Mình luôn mọi người ơi. Vâng. Bây giờ là bây giờ sẽ thôi chia rẽ các em ra cho nó dễ nhá. À, đúng là nướng khác ở trong mình chị nhỉ? Ừ, ừ. Cái gia vị nó ngon mà nó giòn. Do người nướng hết. Nướng hả? À, thế. Hôm nay là người ăn. Hôm nay là anh thấy hai chị xinh đẹp này là anh tổ tài đúng không? Đấy. Mà khi ta làm mấy đều đều á. Đấy này, bóc phốt rồi. Món này là tình yêu gọi là không thể chia rẽ. Không thể chia rẽ. Nhưng mà thôi, lỡ rồi thì các em yêu cố gắng mà. Tình yêu này là tao yêu mày, như là mày yêu tao. Tao yêu mày, nhưng mày yêu tao. Ờ đúng rồi, đây. Hai đứa này. Yêu hai đứa trong này, hai đứa này cưới rồi mà vẫn ở ngoài ngoại tình với hai đứa này. Đây là chữ đây, chữ đây. Tươi đây, thứ bảy là chữ chi. Tươi đây. Tội gì hết mà giác thứ ba. Hôm nay mình có khách tận trong kia về, nên là bây giờ tay nó vẫn cứ run, không biết nói cái gì. Làm rất là lúng cuống nhá. Thôi, tạm biệt các em nhé. Đấy, ăn nó phải thế này. Đấy, có đây. Tập đẹp. À, máy tôm như là bữa anh làm cái gì mà ăn thử cách trên máy tôm 40 độ đúng không? Đúng rồi. Đâu, hôm nay đang định ra đấy đấy, nhưng mà... À, hôm nay không nắng. À, mưa quá. Anh em mình phải lên tầng thế này, ở chỗ này, ở dưới kia khá là ồn. Anh bổ gì mà bắt được thôi. Khả năng là cái này thôi, em ăn cái này, cái này tí nữa. Chứ cái này, nhìn này anh này, cái này vừa miệng quá. Tí nữa có... cái chỗ ngon thì mới cho các em mới được, nhưng bây giờ trong bắt đây các em đi ăn xương cố xương kiếp này chết. Em đợi anh một chút. Đúng em. Chắc nơi mà mình mà làm nhà hàng chắc là bị xử chết rồi. Tại vì... không có lâu quá. Mày à bưởi. Mình không có vô, mình cứ chấm phát nhỉ. Ui da. Làm nào cho nó ra nhanh được. Anh cứ xé cánh thôi. Mấy cái... À ừ đúng rồi. Ăn cánh. Em ăn cánh hay ăn đùi? Em ăn cánh à. Em ăn cánh à? Chị đi ăn đùi à? Em ăn đùi luôn. Ai ăn cánh? Để phần anh cái đùi luôn. Okay. Cho người nướng. Rồi cánh này. Ui. Anh hình như là anh anh mau ca biết em sẽ ăn cổ. Hay thật nhá. Tối qua không biết là mọi người có nhìn rõ không, nhưng mà căn bản là trời nó vừa mưa. Ui, vừa mưa xong rất là khó nướng, lựa mãi mới được cái buổi chiều nó okay. Nó tạnh. Người ta nói là nhất của cánh như phao câu. Ngon lắm, cánh. Đâu, nhất phao câu. Đây, đúng rồi, nhất phao câu nhiều cánh. Nước ướp ở đây ngon lắm mọi người ơi. Không, những người làm nước ướp ngon đấy. Phao câu để cho mau em. Mọi người nhìn rõ cái miếng thịt của anh em mình không? Nó hơi tối một chút nha, thế nên là mọi người thông cảm cho anh em mình một chút nha. Đây, em mình bỏ cái cánh đi. Đấy. Bên cánh ơi. Đúng anh mau ca đảm đang thật đấy. Không được, ngon thật. Bỏ cánh đi em. Ai, người đẹp mà lại của anh chị đến chơi mà lại ca nấu ngon ngon quá đấy. Thế là nấu được à? Mỗi khi nấu linh tinh. Mày phải em kèm cặp cơ. Mày mau để đi đón khách, còn mình cảm nghiệm cái công việc là... Đấy, cái này còn xiêm nữa đâu nhỉ? Công việc là nấu ăn. Vật hết mấy con vịt này khả năng vớt đấy. Ngon thế đấy. Gan ngon. Đây em. Cảm ơn. Ui giời, cái thịt này ngon như bờ mông miếu cũ vậy. Nó lượm. Chiều tí nữa. À. Ôi, mình cũng phải thưởng thức một miếng thật là tử tế. Thịt thật.
Ngon đúng không? Ngon. Tôi chín tới. Ngọt thịt, ngọt thịt. Mà ăn nó không khô. Đây, cho máu đệ con này này. Đó. Cứ gặm củ cánh làm gì nhỉ? Đây, đùi. Đấy. Này. Ừ. Ôi. Thì là vừa. Bây giờ mới tập trung để nói chuyện với mọi người được. Bạn là Vũ Quốc Hải thì đã cất công gọi là chạy hơn 1.000 dặm, 1.000 mấy cây số nhỉ? 1.000 mấy đấy. 1.002. Bốn mấy tuần lên mọi người. Đấy, đúng chỗ anh em mình hôm vào câu cá. Anh đấy. Có đang thấy đúng không? Ờ, cũng bên Tà Đùng á, em cách Tà Đùng 100 cây. Cũng bên Tà Đùng đấy. Tận là Đắk Lắk. Nhưng mà tưởng em là làm trong Sài Gòn hay là... Đúng rồi, em ở Sài Gòn nhưng mà em mới về quê. À, quê... Hồi trước là em hát ở Bùi Viện đấy. Bắt đầu thủ thiêm. À, Bùi Viện ở trong Sài Gòn đấy. Quận 1 đúng không? Dạ, quận 1, Bùi Viện đấy. Xong rồi dịch bệnh quá, hồi trước em cũng làm bất động sản. Xong rồi buổi tối đi làm, đi hát kiếm thêm vậy. Bây giờ là... Dịch bệnh quá, bắt đầu chuyển về làm vlog luôn. Bây giờ là một YouTuber... rất là nổi tiếng, làm gì có nổi đâu, nổi lên phần làm người cứ xem bạn Vũ Quốc Hải mà xem là search YouTube Vũ Quốc Hải mà xem là TikTok mày Facebook cũng có mà là sẽ biết. Ui, ai biết đâu mà view như thế nào đấy. Ơi đây này, đây nhá, em thích món này này. Em thích ăn đít đâu, ăn đít rồi, ăn đít đấy. Ăn đít luôn, ăn bông chứ ăn đít. Ở ngoài mình thì gọi là đít nhưng mà ở trong đấy gọi là phong cờ. Bông quyến rũ của tôi. Đây, bờ mông quyến rũ nhất sẽ dành cho vị khách đặc biệt nhất nha. Ôi, tí nữa thì xúc vào trong. À, mọi người nhìn thấy mau đệ khả năng cầm cái đèn pin soi cho anh quả này cái. Hả? Đèn điện thoại đâu? Soi. Em soi nhà. Mau đệ soi cho anh cái. Mau đệ soi nhà. Xèo bờ mông. Đấy. Bờ mông... bờ mông điện thoại. Đấy. Ui trời ơi, bờ mông này. Bờ mông này cái là sao của tôi. Mông này sẽ là của tôi. Mông sau là của em. Còn hơn mông người yêu cũ. Còn hơn mông người yêu cũ. Còn là mấy người sẽ dành cho bạn gái nè. À đây. Quá ạ. Giòn kinh luôn anh ạ. Đây. Đây. Đấy nhá, có tí ánh sáng rồi nhá, mọi người nhìn rõ mấy thịt của anh em mình nhá. Ây. Về chưa? Về chưa, về chưa. Về chưa? Siêu hấp dẫn luôn. Đây, mời em gái xinh đẹp. Ôi, em cho ấy được. Có ăn được nữa không? Trời ơi, bọn anh thì ăn khá khỏe. Ngon này, em ăn được con. Đô. Để em phải biết là để làm được một món ăn như thế này anh phải gọi là cất công và tạo hình để rồi kia. Kỹ sư đây, anh giới thiệu với mọi người là anh là kỹ sư xây dựng tốt nghiệp 2016. Có nói thật gì? Có tốt nghiệp đại học 2016. Tao không biết liên quan đến gì đến cái tốt nghiệp. Thì tao không phải là một kỹ sư thiết kế được cái món vịt mày vừa biết là vừa ngon. Trên chính trang đi. Vừa ngon vừa đẹp thì mày phải biết là nó kinh điển như thế nào. Xuyên quê, kinh điển quê nhỉ. Anh quê bằng lắm. Chẳng biết gì có anh quảng quê. Thế anh có bằng lái máy bay chưa? Hả? Anh có bằng lái máy bay chưa? Bay thì chưa lái bao giờ nhưng mà... nhưng mà cái máy bay khác thì cũng lái rồi. Rồi, cái nữa này. Chả mấy ăn khi này, cả con ngán anh ạ. Không phải nói thật là chả mấy khi mới có khách phương xa đến mà mau đệ nó nhìn mình như chó. Quả này, quả này mới là quả ngon này. Kinh nghiệm. Ngon nhất. Quả này mới quả ngon. À, ngon chưa kìa. Đấy. Đấy, đấy. Nhìn thấy chưa? Chín tới nhá. Xa. Xa. Đúng như chuyên nghiệp luôn. Chuyên nghiệp luôn. Miếng một dao. À. Con dao bén. À, mời mà đệ. Thịt thể khớp ngón vịt quay Bắc Kinh. Ok. Em. Em ăn hoài luôn rồi. Em. Đấy, em. Rồi, em miếng đi. Rồi, ok. Ok. Thôi khả năng là cần lúc này anh em mình phải tạm dừng ở đây để nó tối mất rồi, với lại bây giờ anh em mình sau khi thưởng thức này còn sẽ đi có việc. Cái này có mắt cho nó xa hả? Có nhưng mà phải để
hai chị em ở nhà. Tớ lừa mà, Thôi nói trêu thế thôi. À, trời cũng khá tối rồi. Anh em mình xin phép là kết thúc cái mà món ăn này tại đây. Mặc dù chắc là một số người vẫn còn rất là đói, giả dụ như mình bây giờ đây. Tắt máy quay cái là cầm cả con rồi đó. Thôi. Mọi người thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình like một share, một comment nha. Nhớ cái kênh em tự nói đi chứ. Nói suốt thế này. Cái kênh Vũ Quốc Hải của mình xem ủng hộ nhé. Anh em nào mà đang ế và đang muốn tìm cái tán gái thì cứ về với kênh của mình. Rồi chào tất cả tán gái nhá. Bye bye. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.